kịch tính, bí ẩn và những thay đổi đầy bất ngờ đang định hình thị trường tài chính toàn cầu. Từ bài phát biểu mạnh mẽ của chủ tịch Fed Jerome Powell tại Dallas, khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất lung lay, đến sự điều chỉnh đầy biến động của Bitcoin và Ethereum. Những dòng vốn từ các quỹ ETF từng thúc đẩy thị trường nay bất ngờ chững lại, làm dấy lên lo ngại về xu hướng tiếp theo. Trong khi đó, chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump không chỉ kích thích niềm tin của giới đầu tư mà còn đang khơi mào những động thái pháp lý mạnh mẽ từ các bang chống lại Fed và chủ tịch Gary Gensler. Câu chuyện chưa dừng lại khi Pinnacle gấp rút cảnh báo và kêu gọi Pioneer hoàn tất các bước Mainnet Checklist để di chuyển tài sản lên Mainnet trước hạn chót. Rất cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Thị trường crypto đã trải qua một phiên điều chỉnh vào đầu ngày hôm nay, ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Jerome Powell tại một hội nghị ở Dallas. Theo đó, Powell nhấn mạnh, nền kinh tế hiện tại không cho thấy dấu hiệu cần vội vàng hạ lãi suất. Chúng ta có thể tiếp cận các quyết định một cách thận trọng nhờ sức mạnh của nền kinh tế. Những phát biểu này ngay lập tức tác động đến thị trường tiền điện tử, đẩy vốn hóa giảm gần 4%. BTC cũng giảm 1,5% trong vài phút, xuống 88.300 đô la và tiếp tục trượt xuống 87.654 đô la trước khi phục hồi nhẹ lên 88.800 đô la vào chiều nay. ETH cũng lao dốc gần 4%, giao dịch quanh mốc 3.000 đô la. Trước bài phát biểu, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng sau lời lẽ cứng rắn của Powell, xác suất này giảm từ 83% xuống còn 58,9%, theo CME FedWatch. Bài phát biểu của Powell đã định hình lại kỳ vọng và thổi luồng gió mới vào chiến lược đầu tư toàn cầu. Sau chuỗi 6 ngày tăng trưởng ấn tượng với dòng vốn Bitcoin Spot ETF khủng đổ vào thị trường, đến phiên giao dịch ngày 14 tháng 11 theo giờ Mỹ, Bitcoin Spot ETF đã không còn duy trì được sắc xanh. Khởi đầu từ phiên ngày 6 tháng 11, các quỹ này đã gây ấn tượng khi thu hút 622 triệu đô la, đẩy giá BTC lên 76.400 đô la và lan tỏa làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ đến các altcoin nhờ hiệu ứng từ chiến thắng của ông Trump. Những ngày sau đó, thị trường tiếp tục ghi nhận các dòng vốn kỷ lục 1,37 tỷ đô la vào ngày 8 tháng 11 và 1,1 tỷ đô la vào ngày 12 tháng 11. Tuy nhiên, khi giá BTC chững lại sau chuỗi tăng nóng, dòng vốn ETF cũng dừng lại, ghi nhận âm 400 triệu đô la trong phiên giao dịch gần nhất. Duy chỉ có IBIT của BlackRock với dòng vốn vào 126,5 triệu đô la, nhưng không đủ để bù đắp cho lực bán mạnh từ các quỹ khác, bao gồm Fidelity 179,2 triệu đô la, BitSquare 113,9 triệu đô la, ARK 161,7 triệu đô la và GBTC của Raquel. Tương tự, Ethereum Spot ETF cũng chấm dứt chuỗi ngày tăng trưởng với dòng tiền ra 3,2 triệu đô la, dù khá nhỏ so với dòng vốn hàng trăm triệu đô la trước đó. Đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang tích cực xem xét các ứng viên cho vị trí Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC, cơ quan đóng vai trò trọng yếu trong việc quản lý thị trường tài chính và tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Summer Bersinger, ủy viên hiện tại của CFTC, là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách thân thiện với tiền điện tử, nổi lên như ứng cử viên hàng đầu, với kinh nghiệm lâu năm khi từng là trợ lý cấp cao cho Thượng nghị sĩ John Thune. Bà Bersinger không ngừng kêu gọi cải cách tiếp cận, quy định thông qua thực thi của CFTC nhằm tạo điều kiện rõ ràng hơn cho các giao thức DeFi. Ngoài Bersinger, danh sách ứng viên còn có cựu ủy viên Jill Sommer và John Sterling, một cựu quan chức CFTC. Tuy nhiên, Rick Giancarlo, cựu chủ tịch CFTC, đã từ chối ý định quay trở lại, nhấn mạnh rằng ông không muốn xử lý những tàn dư từ thời Gary Gensler. Chiến thắng của ông Trump đã thúc đẩy niềm tin vào ngành crypto, giá cổ phiếu Coinbase tăng vọt hơn 20%, vượt ngưỡng 300 đô la lần đầu tiên kể từ năm 2021. Cùng kỳ vọng lớn về việc phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử bao gồm Sol, XRP và LTC, thị trường đang chuẩn bị cho một thời kỳ bùng nổ mới dưới thời chính quyền Trump. Trong một động thái bất ngờ, tổng trưởng lý của 18 bang tại Mỹ vừa đệ đơn kiện tập thể chống lại Ủy ban chứng khoán Fed cùng chủ tịch Gary Gensler, cáo buộc cơ quan này lạm quyền và cản trở quyền quản lý tài sản số tại các tiểu bang. Các bang như Kentucky, Texas, Florida và Iowa tất cả đều ủng hộ tổng thống đắc cử Donald Trump, yêu cầu tòa án công nhận tài sản số không phải là hợp đồng đầu tư
và chấm dứt các động thái ép buộc nền tảng số đăng ký lên Z. Đơn kiện lập luận rằng Z đã tự ý chiếm quyền các tiểu bang, áp đặt quy định trên toàn quốc khi Quốc hội chưa phê duyệt luật quản lý liên bang cho crypto. Vụ kiện còn có sự tham gia của DeFi Education Fund, tổ chức từng nhận tài trợ từ Uniswap. Trong khi đó, ông Zeller kêu gọi Quốc hội trao thêm quyền hạn cho Z để thắt chặt quản lý ngành tiền số trước khi ông Trump nhậm chức. Tuy nhiên, ông Trump đã cam kết sa thải Zeller và nới lỏng chính sách crypto. Động thái này mang lại hy vọng cho nhiều công ty crypto, vốn đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện từ Z, bao gồm các sàn Coinbase, Binance và nhiều công ty blockchain khác. Trong khi Open Mainnet cận kề, tính cấp bách của việc hoàn tất Mainnet Checklist không thể bị xem nhẹ. Theo cảnh báo mới nhất từ đội ngũ PicoTeam, việc vượt qua KYC chỉ là một phần trong quy trình. Để có thể chính thức di chuyển tài sản Pi lên Mainnet, các Pioneer phải hoàn thành toàn bộ các bước trong Mainnet Checklist, bao gồm thiết lập và xác nhận ví Pi, lưu trữ an toàn cụm mật khẩu, ký xác nhận mã thông báo cùng các bước quan trọng khác. Quy trình di chuyển sẽ chỉ được kích hoạt khi các điều kiện này được đáp ứng đầy đủ. PicoTeam cũng đã cho phép Pioneer thực hiện các bước này ngay trước khi KYC, giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực khi thời hạn ân hạn sắp đến. Với việc hoàn tất Mainnet Checklist càng sớm, không chỉ giúp bảo vệ quyền sở hữu Pi, mà còn mở ra cơ hội sử dụng Pi trên Mainnet trước và sau giai đoạn Open Network. Việc trì hoãn có thể dẫn đến nguy cơ mất quyền kiểm soát tài sản Pi sau khi hạn chót kết thúc. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 3,051 nghìn tỷ đô la, giảm 4,5% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 89.153 đô la, giảm 1,5% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.102 đô la, mất 3,1% giá trị trong ngày. Binance Coin giao dịch tại 624 đô la. CryptoLetven xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.